tình nữa nha. Đấy nè, chuẩn bị chưa? Đúng rồi. Cái hộp dưa hấu có màu gì mốt? Nhưng mà hai ba anh hai trước màu đen với lại màu trắng nữa. Ờ đây đúng chính xác. Vỗ tay, vỗ tay. Để sống vỗ tay. Rồi 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 nha. Cái trái dưa hấu nó có hình hình tròn hay là hình vuông hay là hình gì nha? Trái dưa hấu nó có hình gì? Một, hai, ba. Trái dưa hấu nó có hình gì? Chơi quỳ trước đi. Bì, bì, có hình gì? Bì, bì, tròn. Chính xác. Rồi cho bổ sung nữa, ngoài hình tròn nó có hình gì nữa? Một, hai, ba. Anh hai hình gì? Hình dài. Đúng rồi, chính xác. Rồi giờ cái chua nha. Có mà kiểu nó dài đúng không? Nhưng mà còn thù lại gấu mà nó nhiều quả trứng á. Ai cha. Mà nó khác hơn. Giờ không đố dưa hấu nữa, giờ đố trái cà chua nha. Cà chua ngon đi uống. Trái cà chua. Cà chua. À. Tiếng Anh của nó là cái gì? Ê bi 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 đủ. Ừ, bi, ít thôi. Đầu rất từ bi đổ tầm bậy á, bi đổ cái này. Đó lại nha, cái trái cà chua nó có tên tiếng Anh là gì? Một, hai. Bỏ tay xuống, nhà miếng cho ba. Ba. Chưa tay chưa, không nào chưa hả? Không biết luôn hả? Bi. Bi à, nãy mà bi chưa biết này, con đọc nè, tên gì bi? Vậy. Trời, không biết gì mà như tay. Cái cà chua, cái tiếng Anh là gì? Tô mấy tô? Nó đàng hoàng, bỏ cái ly ra. Tô mấy tô? Cái cà chua nó có màu gì? Vàng. Không phải nha, cô trả lời nha. Một, hai, hai rưỡi. Chưa nha, còn bỏ tay xuống nha. Bỏ tay xuống nha. Còn trước cái gì? Trái cà chua. Ừ. Có màu gì? Có màu đỏ. Chính xác. Rồi màu đỏ đó có màu gì nữa? Một, hai, ba. Anh hai màu gì nữa? Trắng. Tầm bậy. Màu vàng. Đúng, chính xác. Ủa sao cái chưa nó màu vàng? Có màu vàng nữa, nó chưa dính. Rồi ngoài màu đỏ màu vàng cái thịt chùm nữa đổ nữa nó có màu gì nữa? Từ ơi em đi chứ đổ tầm bậy á. Đúng rồi á. Nếu lấy đi đây lấy cái khăn lau chút coi nhanh nè, lấy cái khăn lau các bạn nhanh. Sao rồi uống gì say không được uống đâu, uống gì đâu đổ tùm lum thấy phí rồi, thấy phí chưa? Có gì đố vậy? Rồi lau cái xong đứt đi luôn. Quay lại chiếc này. Chiếc này. Có vậy đó tiếp. Nó bậy nha. Đó rồi, hả? Ok. Rồi, để xuống. Vũ vũ cho sạch xong mà bỏ vô. Rồi, nhét dưới đây. Chút nữa giặt. Rồi, giờ đố rửa nha. Nãy đố tới đâu quên rồi ta? Đố. Đố tới cái chỗ màu vàng. À, ngoài cái màu vàng với lại màu đỏ thì còn trái cà chua nó còn màu gì nữa? Xong chưa? Rồi. Ngoài cái tiệc chua
chua nó màu đỏ với màu vàng thì cái cà chua nó còn màu gì nữa? Một, hai, ba. Ăn hai nữa rồi. Màu trắng. Màu trắng hả? Dạ. Sao biết? Tại sao màu trắng? Tại nó lâu anh. Tầm bậy, không phải. Không biết gì hư. Chị hư chưa? Không hết. Hư bây giờ hư chưa? Chưa. Chưa gì bây trả lời đi. Bỏ cái ly ra, cầm hai cái đổ nữa bây giờ nè. Bỏ cái ly ra khỏi cái tay coi. Thả cái tay ra. Màu gì? Màu hồng. Xì tay ra. Hai. Ăn hai xì tay ra. Màu trâu. Màu chị hôi chưa? Chưa. Bây giờ bên chị hôi chưa? Không, chị hôi nãy giờ rồi. Vậy là nó có màu xanh. Xanh. Ủa xanh gì? Tại sao màu xanh? Không biết. Tại vì nó còn kêu chín, đúng rồi, còn đúng rồi. Rồi mà nó còn màu đỏ đậm, giống cái màu cherry. Tại sao? Tại lúc đó nó chín vừa vừa thôi. Không phải, tại vì nó có nhiều loại cà chua. Cà chua cái nhỏ xíu hồi nãy là cái màu đỏ đúng không? Cà chua bi. Còn cái loại cà chua mà nó màu đỏ đậm luôn á. Màu luôn luôn. Cái đó là cà chua sô-cô-la. Gì cà chua sô-cô-la cà chua vậy? Thì nó chỉ có màu đó thôi. Thì nó giống cà chua của mình nhưng mà không có màu đó thôi. Ê kìa. Cái màu ha đúng rồi. Lên lao bàn. Ok, xin chào các bạn. Máy bay chưa? Máy bay.